Bố đẻ của Jesus là ai? Sự ra đời của Jesus được tác giả Cha Liên Nguyễn viết như sau. Theo sách Tan Mút, một cổ thư của các tu sĩ Do Thái, thì Jesus là một đứa con hoang. Vào năm bà Maria lên 16 tuổi, trong dịp đến nhà ông cậu là Joaquim để săn sóc bà vợ của ông ta là tức Elizabeth, lúc đó đang mang bầu Doan Bautista được 6 tháng thì bà Maria đã bị một người lính La Mã tên là Panther hiếp dâm. Tên này gốc người Sidon tức Liban ngày nay, anh ta đi lính Lê Dương cho đế quốc La Mã và được giữ xạ thủ. Anh ta chết tại Đức, lúc đó cũng là thuộc địa của La Mã, vào năm 62 tuổi và được chôn tại Biên Gất. Hiện nay người ta đã tìm thấy bia mộ của tên lính này, trên đó có khắc hình một người lính La Mã tên là Panther. Tấm bia mộ này hiện được lưu trữ tại Bảo tàng viện Bác Kregenchak, Đức Quốc. Trường đại học của dòng tên tại Trung Tây Hoa Kỳ hiện dùng các tài liệu này để giảng dạy giáo lý mới về gia phả di sức.